Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. Prime Lending Direct Lender, làm loans trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ, liên lạc Thiên Hương và Thảo Lê, 714-988-8181. Tôi Nguyễn Minh Tôi, anh Tuấn Đoàn Trọng xin tân ái gửi lời chào đến quý vị cùng với chúng tôi qua cà phê sáng vào một sáng thứ sáu cuối tuần. Good morning, anh Tuấn. Kính chào anh Đoàn Trọng, kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang đến với chương trình cà phê sáng được phát đi trực tiếp với quý vị ngay tại băng tần 56.7 Liên đoàn Sài Gòn TV, và quý vị có thể xem trên trang mạng trực tuyến liendoansaigontv.com. Và kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 25 tây tháng 5 và cũng là ngày thứ sáu trong tuần, và chúng ta cùng đến với những phần tin dự báo thời tiết. 7 giờ sáng ngay tại Nam California, nhiệt độ trung bình vào buổi sáng hôm nay là 59 độ. Ngày hôm qua thì quý vị đã thấy và cảm giác được phản phất những cái hạt mưa, mặc dù không nhiều lắm nhưng đủ để gây chúng ta một sự khó chịu. Nhưng nhờ những hạt mưa nhỏ như vậy nên ngày hôm nay chúng ta có một cái độ ẩm ở một con số khá là thoải mái, khá là thích hợp thưa quý vị. Đó là 56%, có lúc lên tới 65%. Ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất vào ban ngày sẽ là 72 độ và thấp nhất vào ban đêm sẽ là 57 độ. Ngày mai, ngày mốt và trong cuối tuần này, nhất là khi đến ngày lễ Memorial Day, tuần lễ Long Weekend, thì nhiệt độ vẫn giữ ở mức ổn định và ấm áp, có khi chỉ lên tới có 75 độ mà thôi. Ban đêm vẫn giữ ở mức là 59 độ. Có thể là vào tối đêm ngày Chủ nhật, chúng ta sẽ tiếp tục có những cái trận mưa lất phất như vậy nữa, đủ cho chúng ta cảm giác được rất là mát và cũng giống như là thời tiết không khí rất là ổn định. Trong khi đó thì tình hình núi lửa diễn biến khá phức tạp thưa. Đến bây giờ thì tình hình núi lửa tại Hawaii, có thể nói rằng tiểu bang Hawaii đang đối diện với một trong những sự kiện mà đã kéo dài hơn 3 tuần lễ vừa qua. Tất cả những dòng nham thạch vẫn tiếp tục đổ ra biển Thái Bình Dương, và tất cả những cơ quan cứu trợ cùng tất cả những cái việc di tản những thường dân ở khu vực mà ảnh hưởng đến núi lửa vẫn là tiếp tục điều đặn. Đến bây giờ thì không có một cái biện pháp gì, lẽ dĩ nhiên chính phủ liên bang và chính phủ tiểu bang đã đưa ra những cái đề nghị để làm sao giảm đi số thiệt hại của những thường dân ở trong khu vực. Tuy nhiên đến bây giờ thì chưa có một cái biện pháp cứng rắn hoặc một cái biện pháp hữu hiệu nào nhằm ngăn chặn sự tác hại của núi lửa, và chúng ta chờ xem sự việc này sẽ đi đến một cái kết quả như thế nào. Trong lúc đó thì vấn đề cơ sở vật chất thì kính thưa quý vị đã biết rằng gần có trên 60 căn nhà bị hủy hoại, nhưng trong lúc đó thì trên 2.000 thường dân vẫn tiếp tục, và hàng ngày vẫn thấy những thường dân, những người quyết chí ở lại đã lần lượt bỏ ra khỏi cái khu vực mà gọi là không có vấn đề an toàn. Lẽ nhiên hơi độc và cái khí thở ở đó có phần ngột ngạt hơn tất cả những cái nơi khác. Tuy nhiên, người ta nói đây là một trong những cái chiều hướng về lâu về dài, ảnh hưởng của núi lửa sẽ như thế nào đến với vùng biển mà có thể nói rằng là cái nơi tập trung khách du lịch nhiều nhất của Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, đó là một vài khía tin tức về khuyên núi lửa mà sáng nào chúng anh em chúng tôi cũng gửi đến quý vị. Và đến bây giờ thì tất cả mọi người, cơ quan khí tượng quốc gia cũng đều hướng về núi lửa ở Hawaii. Một trong những dự kiện sáng nay mà chúng ta có thể nói đến nhiều nhất, kính thưa quý vị, đó là vấn đề Bắc Hàn và Hoa Kỳ. Việc trước tiên chúng ta nói đến những sự kiện gì đã xảy ra tại White House, những sự kiện gì đang xảy ra tại White House và những sự kiện gì đang xảy ra tại Bình Nhưỡng. Và một trong những cái sự kiện mà tờ báo Watch South China Post, một tờ báo nổi tiếng ở Hồng Kông, đã đưa ra những cái dự kiện gần gũi nhất cho thấy những gì liên quan đến sự kiện mà Tổng thống Donald Trump đã đưa ra quyết định hủy cái cuộc họp thượng đỉnh vào ngày 12 tháng 6 tới đây. Việc trước tiên chúng ta phải nói đến Bắc Hàn. Có thể nói Bắc Triều Tiên đã có một phản ứng khá hạn chế để hủy bỏ đột ngột lời tuyên bố của Tổng thống Donald Trump trong kế hoạch hội nghị thượng đỉnh vào tháng tới tại Singapore. Một trong những quan chức từ Bộ Ngoại giao của Bắc Hàn đã cho biết chế độ vẫn sẵn sàng giữ lại cái quan điểm là gặp Hoa Kỳ bất cứ lúc nào, nhưng chính quyền đó cũng nói quyết định của Tổng thống Trump là một cái quyết định không phù hợp với mong muốn của nhân loại vì hòa bình và sự ổn định trên toàn thế giới.
Sự sụp đổ của hội nghị thượng đỉnh sau khi một quan chức Bắc Triều Tiên nêu lên bóng ma của một cuộc thách thức hạt nhân và có những lời chỉ trích có thể nói không đúng với quy cách ngoại giao đối với vị phó tổng thống của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ, đó là tổng thống Mike Pence. Và đây cũng là một trong những sự kiện cho thấy đằng sau lưng tổng thống Donald Trump, một trong những thương gia nổi tiếng tại New York và trở thành một trong những chính trị gia lãnh đạo một cái quốc gia hùng mạnh, còn có những hội đồng tướng lãnh và những quan chức có thể nói luôn luôn đứng sau lưng và quyết định vận mệnh của quốc gia Hoa Kỳ. Đối với tổng thống, ông nói rằng chính quyền của ông sẽ tiếp tục chiến dịch áp lực tối đa và với chế độ, nghĩa là một sự thúc đẩy các biện pháp trừng phạt mới. Điều này cho thấy rằng ông Ngoại trưởng Pompeo đã đưa ra những cái kế hoạch và có thể nói rằng đó là những cái biện pháp trừng phạt mới cho Bắc Hàn. Nhưng Tổng thống Trung cũng bày tỏ một hy vọng một cuộc họp khác có thể được lên kế hoạch. Và sáng nay thì tất cả những sự kiện đang diễn tiến. Điều mà người ta nói Tổng thống Donald Trump vẫn mong muốn có được một cái buổi gặp gỡ với Chủ tịch Kim Jong-un. Và sự pha trộn các mối đe dọa với các chi nhánh, như người ta nói đến một cảnh ô liu và một cái động thái điển hình của Tổng thống Donald Trump. Nhưng không thể chúng ta không nói rằng trong những hoạt động ngoại giao quốc tế, đây không phải là một... Đến cuối lúc cuối cùng thì người ta lại nói vào một cái lời của một bình luận gia. Người ta nói rằng đây không phải là một thỏa thuận mua bán bất động sản ở New York, mà là một chuyên gia nói đây là những người Bắc Triều Tiên. Kính thưa quý vị, đó là những sự kiện mà người ta nhận định như thế nào về trong cái tiến trình gọi là cuộc hội thoại lịch sử đã bị bỏ đi ở lại đằng sau. Chúng ta chờ xem những sự việc tiếp tục ở như thế nào. Và thưa quý vị, nhiều phân tích cho biết rằng đây là một trò chơi cân não, bởi vì ngày hôm qua thì chính Tổng thống Donald Trump đã hủy bỏ cuộc gặp hội nghị thượng đỉnh, nhưng bởi vì những cái bước đi mà theo giới phân tích cho biết rằng rất táo bạo như thế này mà Bắc Hàn đã bắt đầu có những cái động thái mà nhân nhượng thôi quý vị. Trong bản thông cáo được đưa ra từ bên phía Bộ Ngoại giao của Bắc Hàn thì họ nói rằng họ đánh giá cao những nỗ lực để có thể diễn ra một cuộc hội nghị thượng đỉnh của bên phía Tổng thống Donald Trump. Và một lần nữa, bên phía Bắc Hàn cũng cho phía Hoa Kỳ biết rằng họ sẵn sàng giải quyết các vấn đề bất cứ lúc nào để có một cuộc gặp hội nghị thượng đỉnh. Nhiều phân tích gia người ta nói Tổng thống Trump đang sử dụng những cái phương cách negotiate, những cái thương thảo giống như việc mua bán bất động sản, những cái kinh nghiệm mà ông trước đây đã từng có rất nhiều kinh nghiệm để trở thành tỷ phú, để áp dụng vào trong cái công việc ngoại giao như thế này. Cũng theo tin tức từ CNN, hiện tại bây giờ Tòa Bạch Ốc cho biết rằng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bên phía Tổng thống Trump cũng như bên phía chính phủ Bắc Hàn đang nói chuyện với nhau và cũng tiết lộ rằng sẽ có thể vẫn giữ cuộc gặp hội nghị thượng đỉnh vào ngày 12 tây tháng 6 này. Cho nên, thành thử ra hiện tại bây giờ vẫn chưa có bất kỳ những cái kết luận nào cho cái cuộc gặp hội nghị này có thể diễn ra hay có thể không diễn ra, tất cả vẫn đang nằm trong vòng bí mật. Cái mà tất cả mọi người đang nói tới đó là Tổng thống Trump luôn muốn gặp Bắc Hàn, nhưng quan trọng là ý đồ của Bắc Hàn cũng như là cuộc trò chơi cưng não này sẽ thắng nếu ai có giỏi về khả năng thương thảo trên bàn hội nghị, nhất là một cuộc gặp lịch sử chưa bao giờ có diễn ra trong quá khứ, thưa quý vị. Kính thưa quý vị, đến bây giờ thì Bắc Triều Tiên vẫn đưa ra là mặc dù Tổng thống Donald Trump đã hủy bỏ cái cuộc gặp gỡ vào ngày 12 tháng 6 tới đây, tuy nhiên chúng tôi vẫn mong đợi và chúng tôi đang có những tiến trình để nói chuyện với Hoa Kỳ. Và chúng ta kiểm điểm lại những sự kiện gì xảy ra vào tối hôm trước đây ở tại White House. Kính thưa quý vị, một cuộc gặp gỡ vô tiền khoáng hậu của tất cả những nhân vật cao cấp của Hoa Kỳ. Bên cạnh đó gồm có Tổng thống Donald Trump, ngồi chung quanh ông là Ngoại trưởng Pompeo và ông John Bolton, cố vấn an ninh của ông. Bên cạnh đó thì Phó Tổng thống Mike Pence, và đó là những nhân vật. Và bên cạnh đó thì có tham mưu trưởng của Tổng thống Trump, đó là tướng John Kelly. Tất cả những người đã ngồi chờ, và trong lúc đó thì phái đoàn Hoa Kỳ ở tại Singapore đã chờ đợi có thể gần tới 10 ngày trời. Và theo cái chương trình dự định sẽ có một cuộc gặp gỡ với cả phái đoàn Bắc Triều Tiên. Đây là một cái sự kiện mà có thể nói Hoa Kỳ không thể nhẫn nại và chờ đợi được nữa. Vì phái đoàn Bắc Triều Tiên đã không có mặt để có những cái buổi hội thảo về là gọi lên lịch chương trình tiền cái hội nghị thượng đỉnh đó. Và đi đến một cái kết luận cuối cùng, tất cả những người ngồi nhóm họp với nhau. Và kính thưa quý vị đã biết rằng Phó Tổng thống Mike Pence lên trên đài Fox nói chuyện
Quý vị thường đặt một câu hỏi liệu trước đó Tổng thống Mike Pence có bàn bạc về tất cả những sự kiện ông sẽ nói trên đài phát với Tổng thống Donald Trump hay là không? Câu trả lời chắc chắn sẽ là có. Và tất cả những gì liên quan đến những cái lời nói của Tổng thống Mike Pence về một sự đe dọa, về vấn đề có thể nói Bắc Hàn sẽ trở thành như một Libya và đưa đến một trong những cái vấn đề đã có những cái quá khứ gọi là lừa dối với Tổng thống Bill Clinton cũng giống như Tổng thống Bush đã làm cho Bắc Hàn đưa ra những cái lời tuyên bố mà có thể tối hôm đó tất cả mọi người đều quyết định đã đến lúc chúng ta nghĩ đến về cái tương lai của Hoa Kỳ, về cái sự gọi là sức mạnh của Hoa Kỳ đối với một quốc gia như Triều Tiên. Và nếu chúng ta để đến giờ chót Kim Jong-un hủy bỏ cái cuộc họp đó thì mặt mày và có thể nói cái tư cách thể diện của Hoa Kỳ như thế nào, đó là một sự kiện cân nhắc rất kỹ. Nhưng bên cạnh đó thì Tổng thống Donald Trump vẫn quyết định và đưa ra một cái điều nói rằng là ông đã có một cái mối liên hệ chặt chẽ với ông Chủ tịch Tập Cận Bình và ông ta là một người tốt và ông ta đối xử rất tốt với tôi. Kính thưa quý vị, tất cả các viên chức kế cận Tổng thống Donald Trump đã đưa ra cái nhận xét. Nếu chúng ta đưa ra một cái phương diện lãnh đạo một quốc gia để dựa vào những cái căn bản một cái con người nào tốt đối với một cái quốc gia mà có thể nói luôn luôn đi đến thù nghịch với chúng ta, đó là một cái sự không có đặt một cái căn bản nền tảng chính trị vững chắc. Lẽ dĩ nhiên chúng ta phải nói đến sự tồn vong của Hoa Kỳ và cái sức mạnh của Hoa Kỳ, chứ không thể để nói đến cái sự một liên hệ cá nhân tốt với nhau. Và cuối cùng thì kính thưa quý vị, bản thảo đã được đưa ra, ông John Bolton viết, và đó là cái thư có thể nói là hủy diệt một cái cuộc họp mà Tổng thống Donald Trump mong đợi rất nhiều. Chắc quý vị cũng đã biết Tổng thống Donald Trump thích có những cái cuộc gặp gỡ có thể nói rất là to lớn, truyền hình sẽ nói đến rất nhiều, tất cả mọi người trên thế giới chú trọng, và chúng ta không quên giải Nobel Hòa Bình đang treo lơ lửng bên cánh tay của Tổng thống Donald Trump. Nhưng mọi sự việc, quốc gia Hoa Kỳ là trên hết. Bởi thế chúng ta đừng nghĩ rằng một cá nhân nào không thể đi ra ngoài pháp luật, ra ngoài hiến pháp của Hoa Kỳ, dù đó là ông Donald Trump. Và đó là những sự kiện xảy ra trong những ngày vừa qua với vấn đề hủy bỏ chương trình gặp gỡ thượng đỉnh vào ngày 12 tháng 6. Chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát.